bài của tôi mà chẳng lẽ tôi không biết. Nỗi hân hoan mừng ở nỗi hân hoan mừng anh như đi từ đây tới đây mình chơi. Nhưng mà từ đó đến giờ Quỳnh có bao giờ nghĩ rằng là mình là một cái cá thể rất là đặc biệt trong cái làng âm nhạc của mình không? Tại vì á, Huy thấy á, em thấy rằng là có rất là nhiều sản phẩm của anh Quỳnh á, khi mà chỉ cần mở nhạc lên một vài nốt thôi thì có thể là khán giả sẽ đoán được đó chính là nhạc của Phan Mạnh Quỳnh, hay chỉ cần nghe một cái sự ngân nga nhất định thôi cũng đoán được cái điều đó. Nhưng mà thật sự đó, cái việc mà để mình nhận thức được cái điều này á, và mình tìm ra được cái điều mà đặc biệt của mình thì không phải là ai cũng sẽ tìm được. Thì cái quá trình đó của Quỳnh như thế nào, hay là Quỳnh chỉ đi theo bản năng của mình thôi? Tức là khi Quỳnh làm thì cái yếu tố vùng miền cũng đã một phần nó tác động đến lối luyến lấy. Khi Quỳnh thấy cái sự hay ho của trong các cái làn điệu thì mình có một chút gì đó phảng phất ở trong những sáng tác của mình. Tuy nhiên khi mà ở những dòng nhạc nó thiên hướng nhạc hơi đương đại hơn á, thì bây giờ pop rock hay là các thể loại R&B, thì Quỳnh vẫn tiết chế được cái điều đó. Cái điều mọi người nhận ra Quỳnh nhiều là khi Quỳnh là một trong những người thế hệ trẻ sau này bắt đầu viết, tập trung viết nhiều hơn về lyric, tức là thời các chú các bác thì không nói, chứ chú các bác viết lời rất là nhiều, viết lời rất là hay. Nhưng mà có bạn có một giai đoạn thì các anh em họ viết chỉ một lần thôi, xong hát lại hai lần. Thì xong Quỳnh thấy, Quỳnh đã tiếp xúc với nhạc của các chú các bác rồi, nghe nhiều rồi mình thấy là viết có thêm lyric thì nó mở rộng cái hình ảnh ra, mở rộng câu chuyện ra. Và cái giai đoạn đó là mọi người biết đến Quỳnh cũng một phần vì cái đó. Sau đó thì gần đây là sự thành công của những bộ phim nên nó khiến cho mọi người định hình mình nó cụ thể hơn. Và đó cũng chính là cái lý do mà cứ mỗi lần mở nhạc của Quỳnh lên, rất nhiều ca khúc khác nhau thì đều nghe được những cái giai điệu rất là đặc trưng, và cái giọng hát cũng rất đặc trưng của Phan Mạnh Quỳnh, nó không lẫn vào đâu được. Và bây giờ đây thì để góp phần tạo nên cái sự thử thách vui vẻ cho cái buổi trò chuyện ngày hôm nay, chúng ta sẽ có một cái phần thử thách nhỏ nhỏ dành cho chính chủ. Huy sẽ là người đọc ra những cái câu được biết ngẫu nhiên trong những cái bài hát, trong những sáng tác của Phan Mạnh Quỳnh. Và nhiệm vụ của Quỳnh là phải nói đầu tiên là tên bài hát đó là bài hát gì. Và điều thứ hai là Quỳnh phải hát lại một đoạn ngân nga để dành tặng cho tất cả quý vị khán giả. Quỳnh okay, đồng ý không ạ? Quỳnh đồng ý với Huy. Dạ, rồi. Đầu tiên, vội nhớ đến những ký ức đã quá xa, lúc ấy bé lắm, có biết đâu. Bài ai cũng có ngày xưa. Vội nhớ đến những ký ức đã quá xa, lúc ấy bé lắm, có biết đâu. Thích bão giông ngập lũ, để cha bắt cá ngay trong sân nhà mình, con vui quên đi do mùa về. Ôi bao năm rồi, giờ tự nhiên khóc. Ai cũng có ngày xưa. Tuyệt vời. Đoạn thứ hai, khi anh em nhìn ngắm dung nhan dưới ánh chiều vàng, gặp gỡ yêu đương và được bên em. Khi anh đang nhìn ngắm dung nhan dưới ánh chiều vàng, nỗi hân hoan mừng nỗi hân hoan mừng anh như đi từ đây tới đây mình chơi được không? Lâu không, không phải lúc nào đó đó biết. Thì đó mới là cái vấn đề này. Năm bốn ok nha. Ba, khi anh đang nhìn ngắm dung nhan dưới ánh chiều vàng, nỗi hân hoan như mang anh đi về chốn địa đàng, muốn thay nụ cười, muốn bao bọc người, cho em một đời bình yên. Tuyệt vời. Số 3, anh bước đi như hồn ma, ngày hôm ấy như kéo dài ra. Mọi người ta ok. Anh bước đi như hồn ma, ngày hôm ấy như kéo dài ra, buồn thay la la la. Ok, ca khúc thứ 4. Thương ai nhớ ai, em là nỗi đau những đêm nhưng em dịu. Điện thoại. Ok. Thương ai nhớ ai, em là nỗi đau nhưng em những bài này cả nhà lấy đi hát lắm tự nhiên. Rồi. Do cái điệp khúc nó là nó hay vô cái nhạc. Cho nên bình thường hát không á, chưa quyển chưa mới hát không. Rồi. Thương ai nhớ ai, em là nỗi đau nhưng em dịu, ta là nắng chiều sẫm thành bóng đêm, chẳng còn người trông theo, chẳng còn người bám víu. Tuyệt vời. Và cuối cùng, vâng tôi biết mối tình thật nhiều năm. Bài mới nhất là bài đa đoan. Ok, chính xác.
Vâng, tôi biết mối tình thật nhiều năm, em đã yêu, em đã chờ. Bao tha thiết dốc cả một tuổi xuân, luôn dõi theo bóng hình trong mơ. Ngờ đâu cơn mơ mã như thơ mà chẳng nên, mãi ngu ngơ mà chẳng nên thơ. Tình duyên đã lỡ thấy em tôi từ lá cây sắp khô. Wow, tuyệt vời. Chào mừng ta dành cho Phan Mạnh Quỳnh. Bài của tôi mà chẳng lẽ tôi không biết. Nhưng mà có một điều đó, tại vì viết lời, viết lyric khó quá. Đôi khi sẽ bị lộn. Hay quên lắm, anh đi hát này, anh quên hoài mà. Thì mặc dù mình ôn nó nhưng mà số lượng bài các thứ nó đan xen vào nhau. Đôi khi hát phải tập rất lâu rồi khi hát. Chính xác. Nhưng mà nếu mà đến thời điểm hiện tại thì Quỳnh có nhớ được rằng là anh có bao nhiêu sáng tác chưa? Có đếm không hay là chỉ là cứ làm ra thôi? Hôm bữa trước thì các bạn fan có tổng kết lại thì cỡ khoảng vài trăm. Vài trăm mẹ. Wow.